Rồi, ok, xin chào toàn thể anh em mây nhá. Em là Bảo Long BCB. Thì sáng nay em có giáp test một cái Hunter Pro anh em nhá. Thì con này thì em lắp nó nòng XM8 4.5, hàng bảo hành 2 năm của nhà Bảo Long anh em nhá. Con này thì anh khách lắp bình ón xeo. Đấy, bình ón xeo, van độ này, buồng độ này, cũng quy Hunter Pro này, đây. Con này thì nó luôn các bác là bắn nó gặp hai chiều. Và tất cả mọi cái của con này thì em lắp giáp của nó đây, không mở ra được. Em muốn mở ra thì anh em phải gạt cái chốt này lên và đẩy cái này lên thì mới được. Đây. Gạt nó lên và đẩy nó lên đấy, em làm một tay thành ra nó hơi nó một tí đấy, bán chống dơ lắc anh em nhá. Nhôm con này từ đầu nít nhôm 7075, nhôm siêu cứng đấy, em làm nhôm siêu cứng các bác nhá. Đấy, kính thì sơn mép bender, con này 5/22x50. Đấy, con này thì có nút điện tử, nút cơ, không phải nút cơ như những dòng khác mà con này nút điện tử các bác nhá. Điện tử ín vào phát là nó sáng, đèn hồng tâm, còn bình thường thì nó sẽ tắt đấy, mà con này tự động tắt luôn anh em nhá. Đấy, về con này thì nó luôn các bác là để mà anh em chơi mà tầm chim nhỏ ấy, cò từ cò mà cự ly gần này hoặc là cự ly xa thì anh em chơi sửa lung, mà cự ly gần thì anh em chơi đẳng 4.5 này thì hầu như không bao giờ nát chim các bác nhá. Chơi đẳng 5 chim cò thì bắn xong thịt nó không thối đấy các bác ạ. Đây cây này, con này bán có tùy vai anh em này nâng lên hạ xuống thoải mái. Con này có thể nới ra thêm cho anh em tầm 2 cm nữa, đây 1 cm hay 2 cm, anh em rút ra ngoài còn 2 cm nữa, tùy theo cái khoảng cách mắt của anh em như nào. Đấy, và kính này có thể xe lên xe xuống các bác nhá. Đấy, giảm thân thì cực kỳ là êm rồi, con này em dùng game tech các bác nhá. Đây, tùy theo nhu cầu của anh em lắp ráp theo nhu cầu, bây giờ em sẽ test thực tế cho anh em xem là cái con này độ chuẩn độ chậm nó như nào anh em nhá. Ok, xin chào anh em nhá, bây giờ Bảo Long sẽ test thực tế cho anh em xem còn Epic Hunter Pro của Bảo Long như nào. Đây, em tìm một cái lỗ, đây có lỗ sẵn này nha. Bên đầu tiên này, ui đục lỗ luôn, đục lỗ hay nó ăn xong một tí nhỉ, em nhìn nó sang trái 1 tỷ sao ấy. Viên thứ hai này, ui rồi ôi súng ống lắp lên xong ăn may anh em ạ, ăn may nhá. Đây, không phải chỉnh chạc gì hết, giữa tâm luôn. Đây, tạo lỗ mới cho anh em này, lỗ này nhá. À, em thấy nó vẫn hơi bên sang bên tay trái của em một tí, em nhìn vào kính nó vẫn trái 1 tỷ anh em nhá, nhưng mà đục cái lỗ chỗ kia thì anh em mình thấy gần gần như giữa tâm ấy. Đấy, viên nữa này, ui anh em nhìn thấy chưa, hàng chuẩn nó luôn các bác à, không thể nào chê được, hàng chuẩn nhá. Té có 1-2 viên vẫn đúng cái tâm sang bên tay trái một tí. Đấy, không xịt được các bác ạ. Súng bóng thì này đúng rồi, quá yên tâm, quá tin tưởng luôn các bác nhá. Này, quá yên tâm, quá tin tưởng luôn này. Đấy, ok chưa các bác. Em với Hunter Pro bản 4.5, kính Smith Bender, bình ánh xeo. Đấy, ok chưa các bác, không xịt phát nào nữa. Đây, kỷ niệm các bác viên nữa. Đây, kỷ niệm các bác viên nữa thôi, không có chê nhá. Này các bác à, nhìn này, nhìn xem có cái cành cây nào, cái lá cây nào nhỉ, có quả xoài nào nhỉ, không có cái quả xoài nào nhỉ, chả có quả xoài nào. Thôi vẫn lỗ anh em nhá. Ui rồi ôi, thôi quá ok anh em nhá. Đây, để anh em nhìn đây, nó đây, đây nó đây, đây nó đây, à nó đây anh em nhá. Đây, quá ok chưa. Đấy,